là em tốt nghiệp đại học tốt nghiệp đại học rồi ạ. Em đã học năm nhất ở trường Đại học Y Hà Nội, và nãy vừa rồi thì em vừa mới đỗ vào y đa khoa của trường Đại học Davidson ạ. Đề thi hôm 16 vừa rồi đối với em thì không không quá dễ đâu ạ, nó cũng khó đấy ạ, kiểu nó khó hơn là em dự đoán ấy ạ. Lúc đầu vào em cũng hơi sợ, nhưng mà xong rồi thì cũng phải làm được hết rồi ạ, tại vì là đề thi trắc nghiệm không có tự luận nên là sẽ làm được hết ạ, không sợ là bỏ câu nào được. Đề thi thì có 30 câu, làm trong 30 phút ạ. Thì em nói thật là tại vì em vào lớp hơi muộn ạ. Em đáng lẽ là các bạn sẽ có một khoảng thời gian tầm 3 tháng các bạn ôn, nhưng mà em và hai bạn nữa cũng thi cùng cái đợt của em thì ôn trong khoảng 1 tháng rưỡi, thế là cũng hơi gấp gáp. Thế là thầy cô cũng bao hàm được hết ạ, nhưng mà không thể đi kỹ rồi ạ. Thế là trong bài thi thì em vẫn có thấy một số kiến thức mà vẫn còn khá là mới, thi môn sinh với môn hóa, nhưng mà trong trong bài bài viết thì chỉ có môn sinh văn hóa thôi, chứ còn bài interview bài nói thì thầy có thể hỏi cả môn lý nữa. Đối với cả môn hóa thì em thấy nó cũng khá là khác đấy. Thì bình thường ở trên lớp cấp 3 thì bọn mình sẽ học về tính toán nhiều hơn nhé, học về tính toán áp dụng nhiều hơn, chứ còn thi Davidson này thì kiến thức nó hầu hết là kiến thức lý thuyết và kiến thức nó cũng căn bản ấy ạ. Nó giống như là cái hồi mà mình học hồi lớp 10 á, chứ nó không giống cái đợt lớp 11, lớp 12 phá đâu ạ. Thứ là môn sinh thì cũng khá là giống, nó giống với cả kiến thức của cấp 3 Việt Nam hơn là môn hóa môn lý á, thì nó dễ tiếp thu hơn là hai cái môn kia đối với em như thế, vì mình đã học trước rồi á. Của em, phòng của em thì có hai giáo sư hỏi ạ. Thứ là có hai người, nhưng mà một cô thì cô không hỏi, có một thầy professor hỏi em ạ. Thì em thì may quá không bị hỏi lý, em thì hỏi hóa với cả hỏi sinh ạ. Hỏi cái nhưng mà hóa sinh thì thầy sẽ hỏi, em không biết mọi người khác như thế nào, nhưng mà của em thì các cái câu hỏi gần như là nó đều là follow up của nhau, gần như nó là từ các câu hỏi phụ của một câu hỏi lớn ấy. Thầy hỏi rất là, nó như kiểu một cuộc trò chuyện bình thường, nó không bị căng thẳng quá đâu. Có một phần mới và cũng có một phần hỏi lại. Em nhớ là ở trong bài thi của em có một phần là nói về hô hấp tế bào các thứ, thì giáo sư cũng hỏi lại sâu hơn cái phần đấy khi mà làm interview ạ. Trong cái bài thi trắc nghiệm nhá, thì em thấy là khó hơn, thứ nhất là khó hơn là bài thi nói ạ. Trong bài thi trắc nghiệm thì các cái dạng câu hỏi nó cũng nhiều dạng, là nó phủ hiện toàn bộ tất cả kiến thức, không có một cái đoạn nào mà không có cái đoạn nào mà em đã học rồi mà lại không hỏi hết, thì kiểu cứ như là mình không thể học đủ được ấy ạ. Em phải học hết tất cả các thứ thì mới có thể gọi là yên tâm để vào phòng thi trắc nghiệm được. Còn khi mà thi nói thì cái thời gian nó cũng ít ạ, nên là thầy cô chỉ có thể hỏi một cái chủ đề cụ thể thôi, cái chủ đề nó cũng không rộng thôi, và rất là hỏi hỏi rất là sâu vào trong chủ đề đấy, nên là mình vừa phải học nhiều, mình học đủ và mình vừa học sâu ấy cũng khó. Thì mọi người biết là em học hơi gấp tí, thế là em phải tăng cái số buổi học của em lên tận 3 buổi một tuần nhá, tối các buổi tối. Thì nhất là trên trường lớp thì cũng phải ghi chép đầy đủ này, tất nhiên rồi. Và khi mà hết buổi học thì em và các bạn lớp em, thế bọn em cũng chủ động để xin thầy cô các tài liệu thêm, các tài liệu ôn tập đấy ạ. Thì các thầy cô cũng đưa, và các thầy cô cũng chấm cho bọn em, các thầy cô cũng rất là nhiệt tình. Còn cái việc mà cái đề thi lần này thì các bạn sẽ phải thi môn sinh là môn chính, thì sinh nó rất là nặng kiến thức, nó rất là nặng cái lý thuyết đấy ạ. Nên là em thấy là về lý thuyết thì chỉ có là phải học đi học lại, phải học lại rồi, chứ không 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 có một cái tip gì nó hơn như thế ạ. Môn sinh thì cái kiến thức của cấp 3 nó khá là tương đồng với cả kiến thức mà sẽ phải đi thi Davidson này ạ. Thì em thấy là nếu mà bạn nào đã khá là vững môn sinh ở cấp 3 rồi thì cũng không có vấn đề gì cả, chỉ có phải việc kiến thức nó cũng nhiều, chỉ có là mình lật lại trước rồi là mình sẽ nhớ thôi ạ. Còn kiến thức hóa thì nó khác nhiều so với cả cấp 3. Cấp 3 thì tính toán nhiều, còn bên này người ta dạy rất là sâu về các định luật, người ta dạy về bản chất ấy ạ. Nên là cũng phải cũng sẽ phải cái cách học nó cũng phải khác đi ạ. Nhưng tài liệu ôn tập thì
Em hoàn toàn lấy tài liệu từ các thầy cô của em học ở hợp điểm, là các lấy thế lấy tài liệu của thầy cô hợp điểm ạ. Thì tài liệu thầy cô hợp điểm cũng nhiều và cũng giản trải. Như em nói là trong 15 câu đấy, dù là chỉ được 15 câu thôi, nhưng mà người ta hỏi rất là giản trải, không có một cái chủ đề nào là người ta miss cái ạ. Nên là mình cũng phải học đấy ạ. Môn sinh thì thứ nhất là tại vì môn này là môn lý thuyết nhiều, nên là để mà nhớ thì em có một quyển sổ em viết đi viết lại ạ. Thường là như thế. Với cả có một cái cách để mình nhớ lý thuyết là sau khi mà mình học cái kiến thức mới ạ, khi mà thầy cô giảng xong thì ngay cái buổi hôm đấy, ví dụ mình học xong mình ăn cơm thì ngay buổi tối hôm đấy mình phải xem lại luôn, và buổi sáng ngày mai mình xem lại luôn á, nghĩa là một cái kiến thức nó còn mới, nó còn fresh thì mình nhìn đi nhìn lại cái thời mình xem đi xem lại thì cái kiến thức đấy trong cái thời gian mà càng gần cái lúc mà mình mới tiếp nhận kiến thức đấy thì nó lại thì nó nhập vào đầu mình nó càng nhanh á, như vậy. Em không biết cách học ấy là như vậy, tại vì là thi xong em không biết điểm, em chỉ biết được là kết quả của mình là đỗ hay là đỗ năm nhất hay là đỗ dự bị hay là trượt vậy. Nên là em cũng không để biết được là cái standard của trường như thế nào, phải qua cái mức như nào thì mới đỗ ạ. Cái đấy thì bọn em cũng chưa biết ạ.